Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cẩm Ly nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì nhiễm trùng cánh tay phải hủy bỏ hàng loạt show diễn. Những ngày qua, fanpage chính thức của Cẩm Ly liên tục cập nhật thông tin sức khỏe của nữ ca sĩ. Theo đó, sau chuyến biểu diễn ở Hà Nội, Cẩm Ly bị sốt cao với biểu hiện là toàn thân đau nhất, đầu đau như bú bủ. Ngày 9 tháng 12, Cẩm Ly được ông xã Minh Vi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán chỉ bị nhiễm trùng vết tim ở cánh tay. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Cẩm Ly vẫn chưa chuyển biến tốt. Cẩm Ly gầy đến mức chỉ còn da bột xương. Đó là thông tin được chính admin fanpage của chị Tư tiết lộ. Vì sức khỏe không tốt nên Cẩm Ly buộc phải hủy các siêu diễn đã nhận trước đó. Nhà sĩ Minh Phi là chồng và đồng thời cũng là quản lý của Cẩm Ly đã gửi lời xin lỗi hai bộ show ở Cà Mau, Vĩnh Long vì nữ ca sĩ không thể đi diễn được. Nhà sĩ Minh Phi cho biết tình hình rất là tình hình. Thành thật xin lỗi ban tổ chức chương trình tại Cà Mau và anh La Thoại Phi vào ngày 12. Ban tổ chức chương trình vào ngày 13 tại Vĩnh Long. Bế quan tỏa cảng 5 ngày nổi bức xuất ngoài bất nhập. Xin vui lòng gửi tin nhắn inbox vì không thể trả lời các bạn quan tâm được. Chân thành cảm ơn và xin lỗi nhiều tới mọi người. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng phải hủy show diễn tại phòng trà Đồng Giao ngày 15 tháng 12. Chị dự định giờ show này tới ngày 25 tháng 12. Sau 11 ngày điều trị đến ngày 19 tháng 12, Cẩm Ly đã xuất viện. Nữ ca sĩ vội vã lên Đà Lạt biểu diễn trong Festival Hoa Đà Lạt. Sau 11 ngày điều trị đã xuất viện về nhà, nhưng do sức khỏe vẫn yếu nên chị Tư cho vào viện hoài để kiểm tra và truyền dịch do nhiễm trùng với tim cánh tay. Mãi đến 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, chị mới ra viện. Mặc dù còn rất mệt, chị Tư vẫn tới Đà Lạt hát trong lễ hội Festival Hoa Đà Lạt tối ngày 20 tháng 12. Thông tin trên fanpage cho hay, ở phần bình luận đông đảo khán giả gửi lời chúc sức khỏe và mong được ca sĩ sớm bình phục. Cẩm Ly được khán giả yêu mến với nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca đi sâu vào lòng người. Trong những năm gần đây, Cẩm Ly không ra MV, không phát hành album mà chủ yếu hát lại những bài cũ. Đồng thời, chị Tư cũng tích cực tham gia chương trình truyền hình với vai trò giám khảo. Ca sĩ Cẩm Ly bật khóc nước nở tiết lộ căn bệnh nguy hiểm đang gặp và phải bỏ hát để đi điều trị. Cẩm Ly phải dừng 2 năm ca hát để đi chữa trị bệnh, với chỉ thời gian bị mất giọng hát là giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời. Mới đây, nhạc sĩ Minh Vi bất ngờ tiết lộ Cẩm Ly bị thay đổi giọng vì bệnh viêm xoang nặng, giọng ca chim trắng mồ côi đã phải dừng 2 năm ca hát, từng sang Mỹ chữa bệnh vào năm 2018. Cảm giác lực bất tòng tâm khi bị mất giọng Trao đổi với phóng viên Cầm Ly Tâm Sự, chị bị viêm xoang nhiều năm qua. Căn bệnh này bắt đầu ảnh hưởng đến giọng hát của nữ ca sĩ từ năm 2015. Chị kể lại, Lúc đó tôi vẫn đi diễn nhưng bắt đầu cảm thấy giọng của mình bị đục, nghẹt, không còn trong trẻo như xưa. Tôi đi khám khắp nơi, thử qua rất nhiều loại thuốc, ai chỉ gì cũng thử. Kể cả việc đi chùa, kêu cầu, mong phép màu xảy ra tôi cũng làm. Tuy nhiên bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Áp lực căng thẳng, cầm ly giấu bạn bè, đồng nghiệp về tình trạng của mình. Đáp lại những lời hỏi thăm, chị thường trả lời cho qua bằng câu nói quen thuộc, vẫn ổn. Việc dùng thuốc kháng sinh theo thời gian đã không còn hiệu quả. Mệnh tình của cầm ly ngày càng nặng hơn. Nữ ca sĩ kể chị từng không thể hát, giọng cũng bị khàn đặc. Một ca sĩ không đi hát, biểu diễn, khác nào con chim không thể cất vang tiếng hót. Chị thú nhận đã khóc rất nhiều bởi cảm giác lực bất tòng tâm. Chị quyết định tạm dừng ca hát không nhận show sau những lần biểu diễn không như ý. Cẩm Ly trải lòng. Sau một lần biểu diễn với giọng hát không tốt, tôi thấy ngại với khán giả. Bản thân tôi bị dằn vặt rất nhiều. Một lần đi hát ở Đồng Nai vào sáng sớm, giọng hát không ổn khiến lòng tôi trùng xuống. Ngồi trên xe, tôi không thể trò chuyện với ai. Nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi hát và hát tốt nhưng thực sự bất lực. Hiện tại, giọng hát cẩm ly đã hồi phục được 80% sau khi sang Mỹ điều trị. chỉ bắt đầu nhận show diễn và thu âm ca khúc. Nữ ca sĩ mới hoàn thành MV Ngoại ơi con về. Trong một game show, cẩm ly chỉ hát hai câu ngắn làm khán giả thích thú mong chờ. Nữ ca sĩ cho hay giọng hát của mình không còn phong độ, trong trẻo như xưa mà bị trầm hơn. Cẩm ly chấp nhận thực tế và tin rằng cô sẽ có nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng trầm, có nhiều âm mũi của mình. Tuy nhiên, chị không giấu những lo lắng trong lần trở lại này. Nghỉ hát lâu quá, bước vào phòng thu tôi cảm giác như người mới đi hát. Tôi hồi hộp không biết khán giả đón nhận bài hát mới, giọng hát mới của mình thế nào. Thị trường âm nhạc khắc nghiệt đào thải nhanh, người ta nghỉ vài tháng, đã sợ bị lãng quên, còn tôi nghỉ vài năm rồi, chị suy tư. Tôi từ khóc, định bỏ làm giám khảo game show. Trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, nhưng Cẩm Ly khẳng định chưa từng rơi vào tuyệt vọng. Người lại nữ ca sĩ cảm thấy bản thân may mắn, khi rơi vào khủng hoảng vẫn có fan bên cạnh động viên, gửi trái cây, tìm thuốc chữa trị giúp chữa bệnh. Đặc biệt ông Giả Minh Vi không nói những lời đường mật, nhưng hiểu ý, khuyên chị nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và giọng hát. Trong khi cầm ly sang Mỹ chữa bệnh, các chị em gái luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc. Giọng ca chim trắng mùa cô nhớ lại. Lúc tôi vào viện có 6 người đi cùng Có Minh Tuyết, Hà Phương Ai cũng lo lắng chăm sóc tôi từng chút Làm tiểu phẫu xong Minh Tuyết đưa về nhà nghỉ ngơi Sau đó cô ấy đưa tôi về Việt Nam Tình cảm yêu thương của mọi người Bù đắp tất cả nỗi buồn lo sợ của tôi Với Cẩm Ly Cứu cánh quan trọng làm vơi bốt nỗi nhớ nghề của chị Trong thời gian mất giọng hát Là vai trò giám khảo cho các game show Chứng kiến học trò thành công từ sự hướng dẫn Chuyển kinh nghiệm của mình Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng tham gia các game show, còn giúp tôi có thêm trải nghiệm về cuộc sống. Tôi vốn ngại giao tiếp, đi hát xong về nhà, nên tuổi nhiều nhưng vốn sống lại ít, Cẩm Ly chia sẻ. Chỉ kể về những khó khăn khi ngồi ghế giám khảo. Tôi khó chịu với những chuyện không rõ ràng, có va chạm với mọi người xung quanh, tôi không giải tỏa, không nói với ai, nên chỉ biết khóc và định bỏ cuộc. Ông xã đã thuyết phục động viên tôi vượt qua, khi vừa qua được sự ước chế ban đầu bước vào cuộc chơi, Cẩm Ly cho hay chỉ hết mình vì thí sinh. Chỉ thú nhận trước mỗi vòng thi quan trọng học trò, bản thân chăn trở, lo lắng, quên ăn quên ngủ. Vì vậy sau mỗi game show, Cẩm Ly cảm thấy kiệt sức, bị giảm cân. Có lần chị bị xỉu phải nhập viện ngay sau khi chiến thắng của học trò. Tôi nghĩ việc gì xuất phát từ tâm dễ chạm đến trái tim của người khác. Khán giả thương Cẩm Ly cũng vì chân thành, thẳng thắn, chứ không màu mè, hào nhoáng, chị nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.